Nhìn mình giống cái con lợn ỉn quá. Nhìn nhân gì ấy. Được. Thank you.
trời, vơi mực vơi gì lên đây người. Ui kiếp hồn, mày bị dở hơi à? Em muốn hóa thân vào một nhân vật gọi là xung một tiếng bên ngoài. Nhân vật gì? Mày bị thiệt à? Ai lại cầm cái bình chữa? Dồ hơi. Quá giống người. Tao tưởng bóng đèn. May cho mày là mày ngồi ngược chứ không một một. Ai là sao đấy mày? Thế là mày phải biết thu được thép rồi đấy. May mà lúc đấy mà đã giúp mày một cái. Cố làm thép có rồi. Đứt chuột chết. Đập thế mày phải một phát thế này mày dán lên. Anh nhìn sao con trắng? Hả? Mày bôi gì đấy? Này, em chỉ may bị dở. Không còn được gì để luôn à? Anh không thấy nhẹ em có máy rửa xe chứ cũng rất lớn. Đây à? Ôi thôi, à. Dễ cọ không? Dễ cọ. Dễ không? Đi luôn. mày bị rửa hơi mà đấy. Hả? Rửa hơi à? Được. Chưa chờ anh ấy. Sợ không chờ? Này, gan tao to hơn. Ui dồi, ui dồi, ui dồi, ui dồi. Này, mày không biết gan hùm trong này à? Gan hùm à? Bởi vì dọa được dạ. Gan hùm mà thế đi. Mà gặp súng bắt tê coi. Súng thằng này bỏ. Thì đâu? À, em đi cắt gút một vòng cho giống. Giết cho chiều xíu. Đi đi. 1, 2, 3 cái đó. Bạch bạch. Bạch bạch. Mày, ấy, nhưng mà mày có con kia không? Tôi không ạ? Còn thằng này. Mày, em đốt một đống. Bôi cho tao đi. Bên này em phải em lấy đâu. Tao mày bôi xong rồi đi đi chôn mọi người đi. Chỗ này. Đấy, chôn mọi trẻ con. Bọn con này nhắc chết đống một phát đống nữa. Thôi thôi thử tí nữa. Mày trốn đi, để đó tao về thằng ấy cho. Ừ, ở đoạn chỗ này em ấy. Ờ. Trong chỗ này. Ừ. Ui, mày chết rồi đấy. Phải bôi vào đâu ấy? Tao tự bôi được. Ui, đi ăn đóng luôn. Wow. Quả này nó đi ăn nhờ. Ai, anh ơi. Ui. Nhưng mà anh cải được rồi đâu. Cải rồi là sao? Quán ơi mà anh vê mà vợ anh gặp thì vợ anh mà tưởng ai sốt rồi, bớ mông. Tí nữa mình sẽ đi chôn mọi người tất bằng cái thể loại này nhé mọi người nhé. À đi gặp ai gọi là dọa luôn. Để em độ thêm tí nữa rồi đi ăn. Hay là ra quán uống bia đây. À. Ta mới ra ngồi quán tay, bia. Bàn tay đi ăn xì bóng luôn đi. Rồi. Đi không? Đây, đùi tao trắng không? Đùi anh trắng hơn mấy em không? Đây. Đấy, bôi đi cho tao đi. Đấy. À, ai, mày lấy đâu ra cái này, mày nghĩ ra cái trò này. Em thấy cái anh ra đi ăn trong tôi ấy, tao nhìn khoái quá. Này, anh đấy nghe đi ra nắng không bao giờ sợ, sợ đấy luôn. À đây đúng rồi. Đấy mấy hôm nay mấy hôm nay mình đi câu gọi là hết, gọi là không thể đen được nữa rồi. Đấy là làn da của anh đấy độ cho răng trắng rồi trắng lên đấy. Muốn răng trắng thì hãy tìm gặp Tama nhé mọi người nhé. Muốn răng trắng thì hãy làm da đen. Trên mặt tao đen hết chưa? Trên mặt tao chỗ nào? Cái này dưới da mà anh thấy chỗ này nó bong lên không? Trên mặt tao được chưa? Chưa, hết chưa đen mới đâu. Anh bôi nhiều vào. Được chưa? Được chưa? Được rồi. Thôi. Thôi xem nào. Ai à? Này, dừng mặt lên cho xem. Ui ơi, nhìn thấy cái răng trắng. Chưa nổi bọn. Đây, sau đây là hai người mẫu thuộc công ty Tama TV xin biểu diễn. Ui. Rồi. Xin biểu diễn cho mọi người hai xạ hai đường các quốc. Đấy. Ý đầu tiên, ba đây này. Trọng cân 26-24 cho ba toàn quốc năm. Thí sinh tiếp theo, Mao đại ca. Trọng cân 50 cho bao toàn quốc. Chấp 1 bao toàn quốc. Đấy. Đấy. Kiểu như không mày điên à?
Này, kiểu như này, đi thi thể hình nó phải thế này. Đây là mày biết cái gì đâu? Đây là cơ lưng. Dạ. Anh đâu có muốn làm để em này. Đây là thế rồi, ôm cả trời cả đất đấy. Thôi được, thôi thế thôi. Bây giờ anh em mình sẽ đi ủi. Tao ra nước mắt à? Không. Vâng. Anh em mình sẽ đi gọi là trông nào. Lên xe em đi ơi. Ôi, quên không đem ghế phụ rồi. Thôi em đứng. Đứng đấy, ừ. Ngồi đi. Tao đi uống bia. Không. Ok, đi. Nào, đi cứ đi đã. Đi rồi thì tính sau. Không, đi vừa đi câu về nó nắng cháy da mà. Nắng cháy da luôn quá. Nào lên xe. Đá hả? Đá. Đá.
chiếu nước nên nhà nhà người hơi bẩn không ạ? Vừa ấy dập đám cháy đâu vậy đấy? Vừa cháu vừa đi cứu à? Trên hỏa thạch sơn. Ủa, ra. Ra mặt ra. Lấy ông hút. Ba cho hai cái ông hút ba ơi. Ông chơi hết son còn cháu. Anh ơi. Anh ơi. Lấy con son lên. Đây. Tay cho Phi về làng. Anh cũng mới về cho em sơ. Đúng rồi. Đúng rồi. Cho hai cái ông hút. Ông hút đấy. Ấy sợ à? Học mất bia ra luôn. Rồi, ta mau mất bia, mất bia ra ngoài luôn này. Đấy, uống bia mà uống luôn. Chắc. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cho mọi người một combo vừa rẻ, vừa nhiều, vừa chất lượng. Bao gồm 3 sản phẩm nha mọi người nha. Đó là một đôi giày Việt Nam xuất khẩu, 2 thắt lưng da và không thể thiếu đó là một nước hoa Chanel. Đây, giới thiệu cho mọi người từng sản phẩm. Một đôi giày Việt Nam xuất khẩu. Giày mọi người chọn đôi nào cũng được. Đẹp từng chi tiết. Có mã từ T1 đến T15. Anh em mình rất nhiều giày. Mọi người sau khi lựa chọn sản phẩm từ T1 đến T15 thì sẽ lựa chọn tiếp theo đó là hai thắt lưng da hiện đang hot nhất thị trường. Một mặt xoay và một mặt truyền thống nha mọi người nhá. Đó, đẹp từng chi tiết không thể thiếu. Một nước hoa ui chở nèo nha mọi người nha. Một nước hoa chở nèo sao mà mùi thế nhỉ, thơm. Combo 3 sản phẩm đó là một giày Việt Nam xuất khẩu, 2 thắt lưng và một nước hoa. Chỉ có giá 300k. Em nghĩ nên bán 290k.
270k là hợp lý ạ. Ok luôn, 270k. Nếu mọi người mua lẻ một đôi giày Việt Nam xuất khẩu có mã từ T1 đến T15 nha mọi người nhá. Một đôi giày Việt Nam xuất khẩu thì mua lẻ đang có giá, anh em mình đang để bán là 150k. Hai thắt lưng 100k nữa là 250k rồi. Một nước hoa 100k nữa là 350k. Nhưng riêng combo ngày hôm nay vừa rẻ này, vừa nhiều này, vừa chất lượng, chỉ có giá 270k nha mọi người nhá. Cực kỳ ok. Giày Việt Nam xuất khẩu, đây là do Tắc Điên ở Trung Quốc anh em mình lấy về, hàng quay đầu, giá cực kỳ mềm với mọi người. Nhớ, vừa rẻ, vừa nhiều, vừa chợt chợt.